con có một người chị họ chị ấy mở trường mầm non và nhờ con xuống giúp chị một hai tuần bên trường đó chị ấy giới thiệu cho con một anh hơn con 12 tuổi sau một thời gian nói chuyện anh nói anh là người đã từng có vợ nhưng ly hôn rồi con không hiểu sao con cảm thấy cảm thông rất nhiều một thời gian sau con và anh chính thức yêu nhau sau 8 tháng yêu nhau chúng con dần dần có khoảng cách và rồi anh im lặng không nhắn tin cũng không gọi điện cho con con gọi thì anh không trả lời và con có nghe một số tin đồn từ một số người kể cả từ bạn thân của chị họ con nói rằng anh ấy và chị họ con có quan hệ tình cảm với nhau chị ấy chỉ lấy cớ để con quen anh che mắt mọi người thôi con có hỏi anh thì anh nói anh không làm sai anh không phải giải thích con không trách móc ai con chia tay với anh trong im lặng trong khoảng năm tháng im lặng ngày nào con cũng nhớ về anh và mong muốn anh quay lại với con cho đến tận bây giờ cũng vậy cô cho con lời khuyên với ạ. trường hợp của bạn cũng rất là khổ. Là một người con gái chưa có gia đình, được giới thiệu để yêu một người đã hơn mình những 12 tuổi, qua một đời vợ rồi và yêu nhau gần được 8 tháng thì tự nhiên là anh ấy cắt đính rụp một cái luôn. <laughs> không, không ý kiến gì. Có hỏi thì bảo rằng anh không làm sai, anh không phải giải thích. Mỗi như thế thôi và bây giờ tin đến lại lại là anh này và người chị họ lại có quan hệ với nhau, lấy mình ra để làm bình phong để cho hai người quan hệ với nhau cho được dễ thì quả thật là bạn cũng trải qua cái nỗi khổ rất là đau khổ. Thế thì trong cái đau khổ này, nếu bạn nhận ra sự thật của sự việc rằng bạn đã bị lợi dụng và bị lừa thì bạn đã không không phải đau khổ và nhớ thương anh bạn này đến thế. Cho nên thường thì chúng ta khi yêu ấy nó rơi vào từ các bạn yêu nhau rồi chia tay nhau, yêu nhau rồi một người bỏ mình. Tất cả những lý do các bạn đau khổ là do các bạn có một quan điểm, cái quan điểm đó rất là sai lầm, tức là mặc định cho tình yêu là phải chung thủy và đến hôn nhân. Đấy cái mặc định như thế khiến cho các bạn đau khổ các bạn có một cái mặc định như vậy cho nên khi yêu nhau bạn quên đi cái mục đích yêu chỉ để là tìm hiểu thôi tức là chỉ để tìm hiểu xem mình có hợp nhau không rồi trong quá trình mình nói chuyện những mình có thể mà trao đổi với nhau để sửa cả hai bên cùng sửa đổi tâm tính sửa đổi quan điểm để nó đi đến lúc đồng nhất rồi mới lấy nhau nhưng các bạn lại sai lầm như sai lầm là yêu nhau phải lấy nhau cho nên khi yêu nhau cái các bạn thường mơ mộng luôn đấy ví dụ các bạn mơ mộng về một cuộc sống này chúng ta sẽ lấy nhau này chúng ta sẽ là có những cái này chúng ta sẽ có cái này chúng ta sẽ có cái kia tức là các bạn mơ mộng về một cuộc sống nó quá sớm mà các bạn quên đi đây mới là đang tìm hiểu từ hai phía và một phía không hợp có phải bỏ nhau bất cứ lúc nào đây là do các bạn bị mặc định trong tình yêu như thế thì bây giờ các bạn tất cả các bạn yêu đương thì nếu ai có duyên với tôi thì tôi cũng khuyên yêu là yêu Yêu là để tìm hiểu tính lết của nhau và có thể mình có thể trao đổi với nhau để cả hai bên cùng thay đổi khiến cho nó nó có những cái điểm tương đồng, có những tiếng nói chung. Khi chúng ta xong xuôi hết cái giai đoạn đó rồi, đồng ý với nhau rồi và chúng ta bắt đầu quyết định hôn nhân thì chúng ta hãy tính đến là chúng ta hãy mơ mộng về cái cuộc sống thế này, mơ mộng về cuộc sống thế kia, anh sẽ là người thế này, sẽ là người thế kia. Thì khi mà các bạn yêu nhau, nó không hợp nhau, các bạn bỏ thì các bạn rất là bình thường và các bạn có thể bước sang cái cuộc tình khác một cách rất nhẹ nhàng. Đấy, nếu như mà hiểu đúng nghĩa thế nào là yêu và thế nào là lấy. Thì khi mà mình yêu mình thấy không hợp thì làm sao mà có thể tính toán cho một cuộc sống tương lai ngay được thì các bạn sẽ không đau khổ. Thế nhưng mà do các bạn Yêu cái các bạn đã tính toán đến một cuộc sống tương lai rồi. Các bạn chưa kịp tìm hiểu nhau. Cho nên chính cái đó nó sẽ đi vào tâm thức của các bạn. Tâm thức của các bạn làm cho các bạn sống trong cái mơ tưởng, tưởng tượng như vậy. Cho nên đến lúc các bạn dứt ra là không phải dứt khỏi cái anh chàng này mà các bạn không dứt lổi cái mơ tưởng của các bạn. Những cái mà các bạn vì mộng tưởng trên các bạn vui mà anh ấy sẽ đưa mình đi làm, anh ấy sẽ đón mình về, anh ấy sắm cho mình cái này. Thế là các bạn cứ sống trong mơ tưởng như thế thì chính cái đó cái ảo tưởng đó nó sinh ra các cảm thọ cảm thọ này đến khi mà hai người bỏ nhau thì chính cái cảm thọ này nó làm cho các bạn nhớ người kia chứ các bạn sẽ không nhìn thấy thực chất của người kia thế nào nữa bởi vì cái anh bạn này một cái thực chất là anh ấy có thể mà bỏ cô này nói hẳn một câu luôn đó là tôi không làm gì sai tôi không phải giải thích mà trong khi đó đang rất là yêu nhau và không nhắn tin và trả lời như thế thì bạn này lại không nhìn rõ được sự thật về nhau nữa. Cho nên các bạn khi yêu nhau bỏ đi cái mặc định rằng yêu là phải lấy mà các bạn phải đúng với ý nghĩa của nó. Yêu để tìm hiểu, để chỉnh sửa nhau. Nếu lúc nào thấy đồng điệu với nhau thì lấy, còn không đồng điệu thì bỏ thì các bạn sẽ không bị đau khổ và các bạn sẽ nhận biết về nhau đúng bản chất của nhau luôn. Các bạn không bị ai lừa đảo mình và các bạn sẽ không tự lừa chính mình. Thế thì bạn cũng nên nhận biết về cái người bạn trai này. Đúng bản chất của anh ta là không có tình và chẳng có nghĩa với mình. Và nếu như mà mình lấy anh ta quà thật mà một cái người có bản chất thế này thì mình cũng nuôi con một mình và sống trong nước mắt thôi. Cho nên mình vẫn có phúc khi anh ta bỏ mình còn sớm thế này. Đấy thì cô cũng có cái lời chia sẻ đối với bạn đó để cho bạn bước vào những cái cuộc tình sau này tốt hơn. Dạ vâng ạ. Thực sự thì để có được một gọi là tư duy cũng như là một cái định hướng đúng đắn thì không thể đơn giản một chút nào mà mình cũng phải trải qua và mình phải tư duy, mình phải quan sát rất là nhiều. À, tiếp theo nữa là một bạn có nick là Lương Vũ. À, cái chủ đề này gọi là chủ đề tình yêu khi hai người khác đạo với nhau, khác tôn giáo đấy ạ. Thì con xin phép được đưa ra câu hỏi. Con và người yêu con đang gặp một vấn đề lớn là anh ấy theo đạo, còn con không theo đạo. Bình thường lấy chồng phải theo phận nhà chồng, nhưng con lại muốn đạo ai nấy giữ. Cô có thể cho con lời khuyên được không ạ? Kính thưa các bạn, những cái câu hỏi này cũng đến với tôi cũng rất là nhiều trong những cái tin nhắn Facebook. tôi có một cái quan điểm rất là riêng biệt. Tôi là người theo Phật giáo, cho nên là tôi nhất tâm tu hành theo nhân quả để có thể tự làm chủ mình và tự mình có thể an vui. Đó là cái điều mà tôi đã thực hành. Và tôi biết rằng khi các bạn thực hành như thế thì các bạn cũng được hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có cái chung quan điểm đó thì chúng ta sẽ đặt cái quan điểm tu đạo sang một bên và chúng ta đặt cái quan điểm chúng ta lấy vợ lấy chồng để sống với nhau. Thì khi mà chúng ta vào cái quan điểm lấy vợ lấy chồng để sống với nhau thì chúng ta sẽ nhìn đạo bằng con mắt khác đi. Đạo chỉ là giống như là một môn học thôi, môn học, đạo Phật cũng thế, chỉ giống như là một môn học thôi. Mình có thể không theo Phật, nhưng mình có thể thu đà tìm hiểu giáo lý của Phật để cho mình ứng dụng vào cái cách xử sự của mình, vào đời sống của mình. Thế nó chỉ là một môn học thôi, không cần là phải theo một đường lối hay không phải mà theo một cái cái cái, cái, cái nguyên lý tâm linh nào hết. Chỉ cần học để giải quyết như là một môn trí thức vậy, đấy như là như là một môn trí thức mà mình cần phải học thôi đấy cần thiết đấy một môn học hai bạn cũng lên như thế dù là bạn theo đạo nào thì bạn cũng nên học những giáo lý của đạo đó rồi bạn mang áp dụng ra thì bạn sẽ được hạnh phúc còn cái đức tin thì bạn tin ai thì cũng được không quan trọng mà quan trọng là cái việc hai người sống biết ứng xử với nhau để nuôi dạy con cái và để cho cuộc sống của mình tốt hơn nó có được kinh tế ổn định hơn nó có được cái mối giao tiếp trong nhà rồi đối xử với lại hai bên cha mẹ cùng với bạn bè thân hữu là được tốt lên chúng ta coi đạo là một cái sở thích của mỗi cá nhân đấy là một sở thích một đức tin một sở thích của mỗi cá nhân không ảnh hưởng đến đời sống chung cả ví dụ bạn thích đi nhà thờ thì đến ngày tôi cũng đi nhà thờ với bạn tôi thích đến chùa đến ngày bạn cũng đi với tôi và về đừng tranh luận với nhau về giáo lý làm gì mà chỉ lên bàn với nhau những gì nên học ở các đạo mà thôi. Đấy, ý kiến, quan điểm của cô thì nó rất thoải mái. Còn về phần tâm linh trong một gia đình, có thể là đạo Phật thì thường cúng tế ông bà, còn những cái đạo khác có thể không cúng tế, thì chúng ta sẽ quan điểm với nhau luôn là mỗi đạo thì đều trả hiếu theo cách khác nhau, miễn là không làm ác. Thế thì nếu trong một gia đình có hai đạo, thì bạn đều trả hiếu theo hai cách. Thì các cụ cũng không chê mình đâu, miễn mình có hiếu là được. Thế thì quan điểm của cô nó rất rõ ràng trong việc nhiều người có thể sống chung trong gia đình với theo nhiều tôn giáo khác nhau. Dạ vâng ạ. Thì qua đây thì uh, mong rằng các bạn đặt câu hỏi có thể tìm ra cho mình một cái hướng đi để bạn và người yêu của mình có thể vừa chọn đạo tốt đời đẹp đạo được. Uh, tiếp theo là sẽ đến một số câu hỏi của một số bạn mà gửi câu hỏi trực tiếp À, một bạn có nickname là Thanh Tuyền vẫn có câu hỏi rằng là à, con thưa cô, là hai vợ chồng con có hai đứa con trai, một đứa sinh năm 2009, một đứa sinh năm 2011, nghịch luôn chân, luôn tay, luôn mồm hư láo, nói tục, chỉ bậy, nói nhiều các câu không may mắn và tội lỗi như là giết, chém, vân à, vân, à, luôn làm trái ý lý, bố mẹ, quấy khóc, nhiễu sự suốt ngày, thậm chí còn chỉ vào mặt mẹ, đánh bố mẹ, quát tháo, cao có, gắt gỏng, ương ngạnh, thường xuyên trêu chọc, đánh đấm, cắn đạp nhau. Hai vợ chồng con không dạy bảo được, bảo một câu nhẹ không bao giờ hai đứa con này chịu nghe mà phải quát tháo, đánh mắng, trừ bới âm mỹ cả xóm đều nghe thấy chúng nó mới nghe. Vì bảo không nghe nên con hoặc chồng con tức điên, cha đảo hết cả đầu óc, khó chịu không kìm chế được, nhiều khi thấy ghét lắm cô ạ. Con muốn biết do nhân gì, duyên gì mà hai đứa con của hai vợ chồng con lại như vậy ạ? Con rất muốn giải nghiệp này để gia đình con luôn hạnh phúc, êm ấm, con cái ngoan ngoãn, trên bảo dưới nghe, kính trên, nhường dưới. Con xin cô Hoan Hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Đầu tiên là mình không được nên ghét bỏ con mình. Trong nhân quả, nó đều có nhân duyên với mình cả và mình cũng phải có cái nhân mà phải chịu cái quả báo con mình bất hiếu. Tức là trong tiền kiếp trước mình phải là người bất hiếu. Đấy, đầu tiên mình phải tưởng tượng ra, tức là mình phải quán tưởng ra hai đứa con này chính là mình. Chính là mình trong cái tiền kiếp trước đã đối xử với bố mẹ như thế. Khi mình quán được như thế rồi mình không giận con, không giận con thì mới dạy được con. Còn nếu mà giận con và căm thù con thì cái tâm của mình nó tỏa đến với con mình thì nó chỉ là sự đánh nhau và giết chóc thôi nó thù hận với nhau. Cho nên mình phải quán đây là nhân quả của mình. Mình kiếp trước kia mình cũng bất hiếu như vậy, cho nên con mình nó như thế và mình thương gọi là thương người như thể thương thân ấy thì lúc bấy giờ mình mới làm được. Thứ nhất là hạn chế cho các cháu xem những cái phim mà nó có tính chất bạo lực. Cái đấy là phải hạn chế cho các cháu ngay bởi vì nó sẽ đã có sẵn cái nhân đấy rồi bây giờ mình cứ tạo duyên để nuôi dưỡng cho nó cái đó thì rất là nguy hiểm thì uh, phần nữa là các bạn nên có những cái phần thưởng cái phần thưởng thích đáng cho hai đứa trẻ con này ví dụ như là hôm nay ai đứa nào đi về chào mẹ mà câu thì mẹ sẽ cho thưởng cái gì phải tìm vào cái sở thích của, trẻ, của bé thế và thưởng cho nó thế và cái thứ nữa là anh với em xin lỗi nhau thì sẽ thưởng cho cái gì đấy tức là mình phải khéo léo vào những đứa trẻ con để cho nó biết ví dụ như là, hôm nay là mẹ đi có thể ăn kem hay đi chơi đấy nếu như mà hôm nay là hai đứa mà xin lỗi thì mẹ sẽ mua cho cái này thế thì nó sẽ thành thói quen đi thế và nhất thiết là trong nhà bạn bạn phải nuôi một con chó hoặc một con mèo tức là phải có một cái nhân vật thứ ba đấy, để cho hai đứa này nó không để ý vào nhau nữa. Chứ nếu không nó chỉ để ý vào nó đánh nhau thôi. Thế phải nuôi cho nó một con chó hay con mèo gì đó và bạn sẽ tỏa tình thương ra đối với con chó, con mèo. Ví dụ nhé, hai đứa không ngoan bằng... Ví dụ bạn đặt cho con chó tên là con gì đó. Ôi, hai bạn này không ngoan bằng em này rồi. Thế này em này của mẹ nhé, thì cái hai cái đứa trẻ kia nó sẽ động tập thế bảo là thế thì hôm nay sẽ đứa nào sẽ bằng như này đây thế thì bảo, là, xong tí lại vứt con chó ra ôi rồi không ngoan bằng em này đấy tức là khi con mình như thế mình phải tạo cho nó rất là nhiều những cái duyên để phát khởi cái tâm thiện lên và nó muốn làm việc thiện lên đó là cái việc trong hiện tại thế và cái cách ăn nói của các bạn cũng thế bạn phải đối xử với bố mẹ bạn bằng ví dụ như là hôm nay đi đến nhà ông bà thì các bạn phải chào bố mẹ luôn con chào mẹ thế thì con bảo là các, các con chào ông bà đi tức là mình phải làm gương và cái sự quan tâm của của mình đối với ông bà là các bạn phải thể hiện để cho con mình nó biết cái cách quan tâm như thế để con mình nó biết và nó học theo hết phần nữa là hai vợ chồng không lên nói những câu chỉ trích cha mẹ hoặc là làm những cái việc gì cha mẹ mình không không bao giờ lên nữa nếu như các bạn như thế các bạn sẽ gieo nhân quả cho con bạn thì sau này bạn các bạn sẽ bị khổ vì hai cái đứa trẻ bất hiếu này và các bạn nên cho con nó phóng sinh, đấy đi phóng sinh để cho con nó tỏa được cái tâm từ bi nhưng đừng phóng sinh con ốc mà lên phóng sinh những cái con nó bơi được ở dưới nước nó chậm chậm như thế này này thì các bạn sẽ sẽ giúp cho cho các bé nó có tình thương và cái thứ hai nếu như ở cái ao hay là cái chỗ nào nó có cá các bạn nên có những cái thức ăn các bạn thả cho cho con cá nó ăn để cho con mình thả cho con cá nó ăn thì cái tâm của những cái 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 con vật kia nó sẽ chiêu cảm nên cái tâm của những cái đứa bé này nó sẽ trở nên hiền hòa trở lại nó rất là tốt đấy thì phần này là còn nếu như về phần tâm linh nữa thì các bạn nên đọc những bài kinh mang tính chất hiếu thuận thế rồi trong Phật pháp có cái bài lời khấn nguyện đấy kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương pháp, kính lạy mười phương tăng, nãy xin chứng giám làm con dưng lên lời khấn nguyện đấy, à, uh, nguyện cho con được yêu thầy cô giáo này, yêu bố mẹ này đấy trong cái bài khấn nguyện dành cho trẻ nhỏ cũng rất là hay. xong sau đó thì mình có thể ngồi giảng cho con mình, nói chuyện cho con mình về những cái việc đó thì các cháu nó sẽ thấm dần. cho nên là để nuôi dạy hai đứa trẻ này mình phải có một cái đầu tư vào đó những kiến thức, rồi uh, cái chuyển hóa tâm linh của chính mình còn về cái phần mặt tâm linh hiếu thuận thì mình có thể là đến cái ngày dỗ ông dỗ bà dỗ dỗ những cái ngày dỗ đấy mình cho con mình tham gia để cho các cháu nó tạo ra cái phước hiếu. đấy hôm nay có thể là con ví dụ gọt cho mẹ củ khoai hay, tức là nó bé bé thì bảo nó làm sắp cho mẹ cái đôi đũa lau cho mẹ đôi đũa thì tí mẹ cúng cụ thì khiến cho các cháu nó tạo ra một cái phúc lành cho các cháu thế rồi phần nữa thì có thể là cho các cháu đi bố thí cho người nghèo đấy bố thí cho người nghèo rồi kể cho các cháu nó nghe những cái câu chuyện về những cái người nghèo như thế này như thế kia thế rồi tình thương thế rồi có thể là cho cháu nó tiền để cho nó biếu ông bà biếu hai ông bà rồi nói lên ông bà đã nuôi mẹ vất vả thế này các con biếu ông bà thế nào ông bà khen nó thế tự nhiên nó nhiều cái tình cảm thiện thì nó sẽ tốt lên thế còn phần nữa là bạn có thể đi cúng giường cúng chùa đấy, bố thí cúng chùa để cho tăng phước để hồi hướng cho các cháu thì đấy là cái cách mà cô cũng đã khuyên rất là nhiều người như thế và bản thân cô cô cũng phải thực hành như thế. vâng ạ, thực sự thì nếu không có những lời giải đáp của cô thì thực sự con mà rơi vào tình trạng này thì chắc là cũng đầu đầu mệt óc lắm thực sự rất là mệt. thì uh, tiếp theo là một câu hỏi trực tiếp uh, nhưng mà lại liên quan đến cái chủ đề rất là đáng quan tâm đó là chủ đề về tình yêu lại về chủ đề tình yêu. <laughs> uh, uh, cháu thưa cô, cô có thể giải thích cho cháu tại sao ái lại sinh ra oán ạ? Mà tại sao ái sinh oán như thế Mà kiếp sau lại cứ phải đi theo nhau ạ Cháu phải làm thế nào khi đã sinh ái với một người rồi Sinh oán với một người mà kiếp sau lại không theo nhau nữa Cháu muốn chấm dứt ngay trong kiếp này ạ à, Ái sinh ra oán đấy thì các bạn nghe những cái câu hỏi như thế những cái câu hỏi mà mà về tình yêu đấy các bạn thấy là yêu nhau quá nhưng mà không được thì sinh ra làm hại nhau ngay trong hiện tại thôi không đạt được mục đích thì sẽ làm hại nhau thì cô có một cái bạn này bạn ở miền nam và nói bạn nói chuyện với cô mà quả thật đến bây giờ cô cũng theo bạn ấy cũng phải đến nửa tháng rồi đấy mà bạn vẫn chưa giải quyết được vấn đề tức là hai người yêu nhau rồi bạn nữ này có chửa có chửa rồi thì cái anh kia là bắt bỏ đi thế xong một thời gian thì phải chia tay nhau tại vì nó không hợp nhau nữa bạn này bây giờ là nó gần như là bạn ấy điên loạn nên bạn ấy tìm rất là nhiều cách trả thù rồi đến thì cô cũng rất là khuyên bảo bạn ấy nó là nhân duyên rồi đủ thứ rồi nhưng mà bạn vẫn bảo con không thể chấp nhận không thể cho anh ta một cái cái hạnh phúc như thế được trong khi con phải chịu thiệt thòi là đã có chửa và phải lạo thai rồi con không thể để cho anh ta lại đến với người khác một cách nhẹ nhàng như thế được con phải phát đơn con kiện người ta đấy <laughs> cái việc nó nó kéo dài nó rất là lằng nhằng và đến cuối cùng thì thì như hôm qua hôm kia cô mới trả lời bạn ấy cuối cùng những cái nhân quả về sau này và về trước nữa thì bạn ấy mới nói rằng thôi để cho bạn ấy cũng phải có thời gian tức là cũng nguôi đi được một chút thế thì cái việc mà mình đã sinh oán đối với người ta rồi ấy thì ngay trong kiếp này mình phải dùng những cái lời xin lỗi mình xin lỗi và mình đừng hứa hẹn gì đến kiếp sau nữa và mình chỉ có một lòng là mình sẽ đời đời kiếp kiếp con thực hành theo những cái việc thiện lành Thế thôi thì mình sẽ chấm dứt được cái oán kết đối với người ta còn cái người sinh ái mà mình ái quá với người ta ấy, mà người ta không ái với mình ấy thì cái kiếp sau mình cũng theo cái ái đấy mình cũng phải sinh vào cái chỗ người ta ví dụ thành anh em thôi đấy, anh em thôi chứ cũng không phải là chưa phải đã là, là tình yêu đâu nó cũng chỉ là cái ái nó biến ra thôi thì ví dụ anh em thì nó chuyển sang một cái tình anh thương em đấy, chị thương em thế thôi chứ nó cũng chưa phải nhất thiết nó phải là theo cái ái dục kia đâu nếu như muốn chấm dứt tất cả các ái và oán thì chỉ có cách duy nhất là xuất gia tu đạo thôi. Thế còn ở thế gian thì vẫn bị cái vòng oán ái này nó chi phối rất nhiều. Hai vợ chồng nếu đi chung với nhau suốt cả cuộc đời nhưng mà đỡ làm cho nhau đau khổ thì nó không oán. Thế nhưng mà thường mà làm cho nhau đau khổ thì đến già là ông một niêu, bà một niêu. ông đi ở với con trai, bà đi ở với con gái hoặc là có rất là nhiều những cái chuyện vợ chồng mà đi đến đỉnh điểm đến nỗi mà con cái cũng không 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 giải quyết được đấy cho nên là có nhiều những câu hỏi của các bạn đưa đến cho cô là không làm sao được giữa cái cuộc chiến giữa hai bố mẹ đấy cũng không thể nào giàn hòa được mà hai người cũng chẳng chịu bỏ nhau nhưng mà cũng không chịu hòa nhau nó chỉ là những cái cuộc chiến qua lại thôi thế thì càng nghĩ đến nhau như thế thì kiếp sau đương nhiên là theo cái ái nó lại gặp lại nhau rồi tại vì cứ nghĩ đến nhau là ái nhau thôi thì kiếp sau lại nghĩ đến nhau nhưng mà lại trả lốt cái mối thù mà đã phát nguyện này này ngày nào cũng chửi rủa nhau ấy nó sẽ phát nguyện thì nó lại tiếp theo những cái khổ này mãi mãi thế cho nên phật dạy là ái tận thì niết bàn tức là đoạn tận các ái thì được an lạc không bao giờ phải khổ nữa